Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo tôi xin làm phần thứ ba là theo cuốn sách là tại sao không theo đạo Chúa như thế này đây. Thì hôm trước chúng tôi đã đọc tới phần khi đã làm cho mọi người tin rằng Chúa Giêsu là Thượng Đế giáng trần và Giáo Hoàng là đại diện Ngài, thì cái lợi nhãn tiền, cái quyền nhãn tiền thuộc về Giáo Hoàng chứ không thuộc về Chúa Giêsu. Cái tuyệt diệu chính là ở điểm này. Đó là hôm trước tới phần đó. Hôm nay chúng ta đọc tìm hiểu tiếp theo. Giáo hội nhờ sự tin lưỡng, nói lưỡng nên có thể giải thích mọi vấn đề, có thể biện minh được mọi thái độ mình. Chúa vừa ở trên thiên đàng, vừa ở khắp nơi, vừa ở khắp nơi, vừa không ở trong tâm hồn mọi người. Chúa vừa nhân từ, vừa công thẳng. Chúa Giêsu vừa là Thượng Đế toàn năng, vừa là tạo hóa, vừa là trưởng tử giữa mọi thụ sinh. Con người vừa cao siêu vì là ảnh tượng Chúa, vừa là hết sức xấu xa vì đã sa đọa. Chúa vừa cai trị thế gian, nhưng Sa-tăng lại là vua của trần thế này. Chúa Giêsu vừa là Chúa, vừa là người. Tận thế sắp sửa tới nơi, tận thế còn lâu la nữa mới xảy ra. Nước trời không đến một cách lộ liễu, nước trời sẽ đến trong rầm rộ huy hoàng. Nước trời ở trong tâm, nước trời ở ngoài xã hội. Ngũ kinh là của Mycen viết, ngũ kinh không phải là của Mycen viết, vân vân. Từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ 20 nghiêm cấm không được tôn thờ tổ tiên. Ngày nay được tôn thờ tổ tiên, nhang đèn, cúng kỵ vân vân. Có lúc nghiêm cấm ăn thịt thứ sáu, có lúc cho ăn thịt thả vàng. Tất cả đều tùy vào Giáo Hoàng. Thánh Kinh vừa đúng từng chữ, vừa là chân lý tuyệt vời, vừa không có ý dạy về khoa học, nên không có nhiều điều không chính xác. Vừa tin chắc chắn rằng mọi người ngoài giáo hội đều xuống hỏa ngục, vừa tuyên bố mọi người sống ngoài giáo hội có thể lên thiên đàng. Khi cần rượu ngọt thì giáo hội đề cao sự nhân từ bác ái của phúc âm. Khi cần tàn nhẫn thì khoe đang thi triển sấm sét của hai thánh Phêrô và Phao-lô. Vừa chủ trương Chúa luôn nổi cơn thịnh nộ oán phạt loài người, vừa tuyên bố đó chỉ là những kiểu nhân cách hóa Thiên Chúa. Tất cả các văn kiện viết ra phải được đắn đo, viết lách phải làm sao để có thể giải thích xuôi ngược được. Thật là biến hóa tuyệt vời. Chẳng những thế lại còn có cả một đạo binh văn học, chỉ có nhiệm vụ bào chữa cho Công giáo, bảo vệ Thánh Kinh mà ta gọi là những nhà thần học, những nhà bảo vệ tín lý. Các nước Cộng sản ngày nay cũng có các văn gia chuyên môn băng bóc chính quyền Cộng sản, chuyên môn tăng bốc chủ nghĩa Marxist. Cộng sản hết sức đề cao họ, những người ngoài Cộng sản trái lại tặng cho họ danh từ bồi bút. Chuyện đời quả hết sức phức tạp. Dấu hiệu rạn nứt bắt đầu hiện ra là trong khoảng 100 năm gần đây đã có nhiều giáo phái mới xuất hiện ra ở Âu Mỹ. Các giáo phái này như chứng nhân đấng Jehovah, Mormon, Chitten, vân vân, đều có những điểm bất đồng về phương diện giáo lý với Công giáo cũng như với Tin lành. Thường là họ không chấp nhận một Chúa mà có ba ngôi. Nhiều giáo phái không tin rằng Thượng Đế là hữu ngã, mà tin Thượng Đế là vô ngã. Nguồn sinh muôn vật, bản thể muôn vật tiềm ẩn trong lòng sâu con người và vạn vật. Sách trích dẫn trang 126, 222, 279. Không tin rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa mà chỉ là con Thiên Chúa, không thể bằng Thiên Chúa. Sách trích dẫn trang 47, 112, 280. Không tin rằng Chúa từ nhân lân tuất lại có thể thâm thù nhân loại và cần phải chứng kiến sự tử nạn của con mình, của chính mình mới có thể làm hòa với nhân loại. Sách trích dẫn trang 247.
Nhiều giáo phái tin rằng con người sẽ trở thành thượng đế trong tương lai. Tiếp đến là ngay trong nội bộ Công giáo hiện nay cũng có nhiều điều bất ổn. Dĩ nhiên là những bất ổn sẽ phát sinh ở Âu Châu và Mỹ Châu, chứ không phải ở các nước Tân Tòng, Á Phi hoặc Trung Nam Mỹ. Gần đây, Tổng giám mục mà Lee Pfeffer ở Thụy Sĩ đã tách khỏi Giáo hội La Mã vì cho rằng Giáo hội La Mã và Công đồng Vatican II đã đi quá trớn trong đàn canh tân. Các nhà thần học như Alfred Loisy 1857-1940, như Han Kung đòi nghiên cứu lại tất cả các tín lý Công giáo và sửa sai nếu cần. Giáo hội Hòa Lan với hơn 6 triệu tín đồ cũng đang muốn tách rời khỏi quyền điều khiển của giáo hoàng. Ở Mỹ đã có những giám mục và hàng vạn linh mục đã rời khỏi hàng giáo phẩm. Các trường đại học Công giáo Mỹ đòi hưởng quy chế độc lập, không chịu sự điều khiển của giáo hội. Các nhà thần học Công giáo đòi quyền được bất đồng ý kiến với giáo hội về những vấn đề luân lý như tình ái giữa nam nữ, như ngừa thai, cai đẻ, như phá thai, như đồng tình luyến ái, vân vân. Linh mục mà kim thần học gia, kim giáo sư đại học Kunran Charles là người đã phát cờ chống đối trong phong trào này. Linh mục đã kéo theo được hàng trăm nhà thần học khác ở Mỹ. Các bổn đạo cũng không còn tuyệt đối phục tùng giáo hoàng nữa. Tuy các giáo hoàng cấm dùng thuốc ngừa thai, năm 1955 có 30% phụ nữ Công giáo dùng thuốc ngừa thai, năm 1965 có 55%, năm 1970 tăng lên 70%. Rồi dẫu dùng thuốc ngừa thai, phụ nữ Công giáo vẫn đi dự lễ đều đều. Năm 1965 số đó là 33%. Năm 1970 số phụ nữ ngừa thai mà vẫn chịu lễ hàng tháng là 53%. Một cuộc thăm dò khác cho thấy cứ 4 người được phỏng vấn thì 3 người chấp thuận cho trai gái được đi lại với nhau sau khi ăn hỏi. Cứ 10 người thì có 8 người chấp nhận cho uống thuốc ngừa thai. Cứ 10 người thì 7 người chấp thuận sự phá thai hợp pháp. Cứ 10 người thì 4 người cho rằng giáo hoàng vẫn sai lầm. Han Kung cho rằng hàng linh mục đã dần dần được thành lập vào khoảng thế kỷ thứ 6, chứ thời các tông đồ chưa có. Nhà văn Công giáo Mỹ Rockview cho rằng Công giáo tuổi nhỏ của ông là tổng hợp của những câu kinh kệ, những cái đầu cuối theo nhịp chung, làm dấu, ca hát, làm phép rửa tội, làm dấu lúc ăn, lần chuỗi, xông hương, thắp nến, các bài dòng trong lớp lúc nghiêm, lúc khoan. Các linh mục mặc đồ đen khi đi ngoài đường, mặc lòng bẫy khi hành lễ thánh đường, lúc sáng, lúc tối, lúc thì trang hoàng bày biện, lúc thì trần trụi trống trơn, tùy theo nhịp điệu của các mùa lễ nghi. Mày máng cỏ vào mùa đông, mang màu tím vào tháng 2, trưng hoa huệ mùa xuân, xưng tội để nghe đe dọa và nghe an ủi, vân vân. Nhà tâm lý học mà Gordon Albot cho rằng 9 trên 10 Công giáo Mỹ chỉ có cái vỏ Công giáo, chỉ đạo đức ngoài mặt, nghĩa là họ dùng đạo như cái bình phong để che đậy lối sống thực của họ. Và họ có thiên kiến đối với người da đen và người Do Thái còn nhiều hơn các người vô tôn giáo. Ông Ewan Kennedy cũng khen rằng trước kia, tức là trước Vatican II, người Công giáo giữ cái đạo bên ngoài gồm lễ nghi, luật lệ, giáo điều. Sau Vatican II, họ quay về với cái tôn giáo nội tại tâm linh, cố đi tìm hiểu sâu xa về con người mình. Riêng tôi nhận thấy người Công giáo sau Vatican II cởi mở hơn, rộng dung hơn. Còn trước hình thức lễ nghi vụ ngoại ra sao thì nay vẫn y như ý thức như vậy. Đạo giáo là công truyền, tất nhiên phải vụ ngoại, phải là ngoại giáo, không thể nào là nội giáo được. Từ năm 1908 trở đi, các giáo hoàng ghét nhất là phái tân tiến. Thông điệp mà Lamentabile
tháng 7 năm 1907 của Pius thứ 10. Phibác 65 nhận định mà giáo hội cho rằng là lầm lạc. Ví dụ, điều 16 phúc âm John không phải kể chuyện thật về đời sống Chúa, mà là những suy nghiệm huyền đồng về đời sống Chúa. Điều 21, sự mặc khải làm cơ sở cho đức tin công giáo chưa hoàn bị thời các tông đồ. Điều 27, phúc âm không chứng minh Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Đó là một tín điều mà ý thức công giáo suy diễn ra từ ý niệm đấng cứu thế. Điều 35, đấng Kitô không phải luôn luôn ý thức được mình là đấng cứu thế. Điều 47, công đoàn công giáo cho rằng phép rửa tội là bắt buộc, cộng vào với sự tuyên xưng công giáo. Điều 47, mấy lời của Chúa trong John 20:22-23 chẳng có liên quan gì đến phép giải tội, mặc dầu các giáo phụ trong công đồng Trent thích nói vậy. Điều 55, thánh Phêrô không bao giờ ngờ rằng Chúa đã phong cho mình làm giáo chủ giáo hội. Điều 59, Chúa Giêsu không có dạy một toàn bộ giáo lý khả dĩ áp dụng cho mọi nơi, mọi người, mà chỉ tạo ra một phong trào đạo giáo có thể chuyển biến linh động để thích ứng tùy nơi, tùy người. Thông điệp mà Pascendi của giáo hoàng Pius thứ 10 ra ngày 8 tháng 9 năm 1907 kết tội những người công giáo thuộc phái tân tiến như sau: nếu là triết gia thì họ chủ trương bất khả tri. Họ cho rằng lý trí chỉ hoạt động trong vòng hiện tượng, nên con người không thể biết Thiên Chúa bằng lý trí hay bằng mọi sự mặc khải. Nếu là giáo hữu thì họ đến với đức tin như một kỳ quặc. Họ lý luận rằng lý trí không thể biết Thiên Chúa, thế thì tại sao tôn giáo lại là một hiện tượng phổ quát? Họ cho rằng sở dĩ con người cần Thiên Chúa chính là vì Thiên Chúa đã ở sẵn trong lòng con người. Thiên Chúa mà ở ngoài tâm hồn, con người sẽ không sao có thể biết được. Con người vẫn tin, nhưng đức tin không có cơ sở trên lý trí. Tôi cũng tin rằng Thiên Chúa đã ngự sẵn trong tâm khảm con người, và con người nhận biết Thiên Chúa bằng trực giác và bằng sự cảm nghiệm tâm linh. Nếu họ là các nhà thần học, thì những người theo phái tân tiến cũng cho rằng mặc khải chính là sự cảm nghiệm nội tâm. Mặc khải là khi con người cảm nghiệm thấy Thiên Chúa trong lòng mình. Chính giáo hội cũng phải kinh qua sự thử thách của ý thức tập thể của nhân quần, và ý thức này luôn chuyển dịch biến hóa theo lịch sử. Hỡi anh em khả kính, đây không phải là những lời bập bẹ hoàng xuyên của những kẻ vô tín ngưỡng, mà là chính là của những người công giáo hoặc những linh mục mà họ khoe khoang rằng họ sẽ cải tổ, sẽ canh tân giáo hội bằng những lập luận hoàng xuyên đó của họ. Nếu là sử gia, họ cho rằng khi giải thích các vấn đề cần phải cho khoa học, chứ không phải là để cho bao che, để nắm giữ quần chúng. Và với tư cách là những nhà thần học, nhà khoa học, họ thường khinh khi giáo lý công giáo, khinh khi các thánh giáo phụ, các công đồng và sự dạy dỗ của giáo hội. Khi đọc những lời giáo hoàng chê trách, phê phán những người giáo hữu tân tiến, tôi thấy thương họ. Vì thật ra họ nhìn đúng, nghĩ đúng, nói đúng, hành đúng. Người Á Đông phân biệt tiểu trí và đại trí. Tiểu trí để thích ứng với hoàn cảnh, nên chỉ biết được hiện tượng bên ngoài, nên không thể nào hiểu được Thiên Chúa là bản thể con người và vũ trụ. Cái mà Âu Châu gọi là mặc khải chính là đại trí khi đã khai mở. Con người sinh ra ở đời vì có căn cốt thần linh, có căn trời, nên luôn luôn khát khao đi tìm đạo, tìm trời. Mới đầu thời còn u muội ngu dốt nên đi tìm đạo trời bên ngoài mình, chịu sự hướng dẫn, sự chi phối bên ngoài của giáo hội, bên ngoài của các người tự xưng mình là hướng đạo viên nhân loại. Nhưng khi con người đã trưởng thành về ý thức tâm linh, sẽ cảm nghiệm được một cách mãnh liệt rằng Thiên Chúa chẳng có ở đâu xa mà đã ngự trị trong tâm khảm con người. Sự giác ngộ tâm linh ấy chính là sự mặc khải. Nếu ta hiểu
revelation, là mặc khải, thì đó là một sự khai mở tâm linh đã được diễn biến ra một cách âm thầm trong lòng con người. Nếu hiểu revelation là mặc khải thì lúc giác ngộ chính là lúc mà bức màn vô minh, bức màn ngu dốt được xé mở ra, làm hiển lộ ra thiên tính con người, làm hiển lộ Thượng Đế nội tại. Vừa là Thượng Đế, vừa cũng chính là bản thể hằng hữu bất biến của con người. Lúc ấy với tầm nhìn, lối nghĩ hoàn toàn thay đổi, con người hoàn toàn được giải phóng. Con người mới thấy rằng có nhiều người xưa kia coi mình là thượng trí, thượng nhân, thực ra chỉ là những người khéo xu thời, xu thế. Mới nhận ra rằng con người đã sai lầm tập thể về nhiều vấn đề, từ sự khai thiên lập địa đến thân thế con người, đến những công trình cải tạo con người và ngoại cảnh, đến đường hướng thăng hoa của con người. Lúc ấy con người sẽ thành khẩn dùng cuộc đời mình để truy tầm chân lý, chứ không phải để bao che lấp liếm những điều mà cha ông mình đã nghĩ sai, viết bậy trong quá vãng. Mình không nhìn ra trước, không chịu sửa sai trước, thì người sau sẽ tìm ra, sẽ sửa sai. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian, và trên con đường tiến hóa của nhân loại chắc chắn sự việc sẽ xảy ra như vậy. Mà khi một mà tư tưởng đã thay thì cả tòa tư tưởng cũng thay theo, như kiểu những con domino. Sách The Bible of the American Church viết: giả sử Chúa Giêsu không phải là Chúa giáng trần, giả sử trong cuộc đời ngắn ngủi của Ngài, Ngài đã không truyền dạy mặc khải được đủ những giáo lý căn bản, giả sử Chúa lập ra giáo hội như hiểu một hội ái hữu, giả sử mọi tín hữu đều bình đẳng nhau trước mặt Chúa Cha, giả sử mọi điều phải nỗ lực để tùy nghi đi tìm thiên ý, họ có thể nhờ các linh mục làm cố vấn nhưng không phải tùng phục linh mục, giả sử các cơ cấu tổ chức như giáo hoàng, linh mục, giáo luật tỉ mỉ hay tòa giới tội chỉ là những phát minh của con người. Chúng ta sẽ có một quan điểm khác hẳn về giáo hội, không giống những định nghĩa của giáo hội. Như vậy trong tương lai chắc chắn nhân loại sẽ có rất nhiều thay đổi về tôn giáo. Giáo hoàng Phaolô thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 1974 đã than thở: giáo hội hình như có khuynh hướng tự thiêu hủy mình. Riêng tôi tiên đoán trong tương lai nhân loại sẽ thay đổi như sau về phía tôn giáo. Chúa sẽ không còn là một chúa riêng của một mà dân tộc, không còn một chúa ngự trị trên thiên đình, mà sẽ được nhìn nhận là nguồn sinh của vũ trụ ở khắp vũ trụ và là bản thể của vũ trụ muôn loài. Và như vậy vũ trụ và muôn vật chỉ là những hình tướng biến thiên, những phân tử nhỏ nhoi của đại thể vô biên ấy. Giác ngộ mặc khải là một hiện tượng phổ quát siêu không gian thời gian, là sở hữu của thiên hiền, thánh hiền, đông tây kim cổ, chứ không dành cho riêng ai. Thánh thư của thánh hiền hay của các cao nhân các đạo giáo viết ra, đạo nào cũng có thánh thư, chứ không phải chỉ riêng có Do Thái hay Công giáo mới có. Chúng là sở hữu chung của nhân loại, nó cũng rất tương đối, có chỗ hay có chỗ dở. Cái gì hay thì ta theo, cái gì dở thì ta bỏ. Các thánh như có thể có những huyền thoại xen lẫn với những chứng tích lịch sử, huyền thoại thời ta coi là không có thực. Ví dụ chuyện khai thiên lập địa, Adam và Eva ăn trái cấm, hồng thủy tiêu diệt thiên hạ, chắc chắn là huyền thoại. Nếu Adam và Eva thực sự không phải là thủy tổ loài người thì khoa học đã chứng minh, thì chắc chắn chuyện thiên chúa giáng trần chuộc tội thiên hạ chỉ là chuyện mà thánh Phaolô, thánh Augustine và giáo hội sau này nghĩ ra mà thôi. Chúa Giêsu chỉ là những người giác ngộ sống phối hợp với Thượng Đế ngay từ khi còn ở trần gian này. Xưa nay đã có vô số hiền thánh muôn phương liễu đạt được trình độ đó. Phúc âm viết về Ngài có nhiều huyền thoại, các giáo hội chẳng qua là những hội ái hữu, cốt là để khuyến khích lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, chứ không phải là những nhà tù, những phòng tra tấn và những lò sát sinh.
hay những cơ quan dùng để khống chế hành hạ con người về phương diện tinh thần hay vật chất mỗi khi có điều kiện thuận tiện. Tất cả những chuyện bất công xã hội, những tệ đoan xã hội, những bệnh hoạn tật nguyền, những sự cơ cực nghèo đói, những chiến tranh sẽ không còn nếu nhân loại thực tình thương yêu lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cộng tác với nhau. Con người sẽ phải được dạy dỗ rằng con người đích thực là những con cái Thượng Đế, hay nói cách khác, đó là bản thể thần minh có Phật tánh. Thế nên con người phải được khuyến khích tiến bước mãi trên đường nhân nẻo đức, trên đường hoàn thiện, sống đồng nhất, hợp nhất với Thượng Đế ngay từ khi còn ở gian trần này. Chúng ta học lịch sử vì lịch sử sẽ cho chúng ta thấy những sai trái của các đạo giáo. Có vậy ta mới biết đàn sửa sai. Đạo giáo có nhiều trình độ, nhiều hình thức. Hình thức thấp nhất là lễ nghi, hương hoa, chuông trống, vang vái, rồi đến hình thức tín lý, tín điều, rồi đến luân lý, rồi đến một đời sống nghệ thuật đẹp tươi, thuần phát, hồn nhiên. Cao hơn hết là đời sống hoàn thiện, sống phối hợp với Thượng Đế, hòa hài với tha nhân và với quần sinh và vũ trụ. Con người không thể tiến ngay đến chỗ cao, nhưng cần phải tiến tới, cần phải tinh luyện tâm thần. Đạo giáo thực ra có hai loại: ngoại giáo và nội giáo. Chạy theo những hình thức lễ nghi bên ngoài là theo ngoại giáo, ngoại đạo. Đi sâu vào tâm linh mà tìm đạo, tìm trời, ấy là nội giáo. Nội đạo ấy là chân đạo, thiên đạo, đại đạo. Đại đạo cũng rất giản dị. Nó bắt nguồn từ sự nhận biết mình có thiên tính, rồi ta sẽ dùng cả đời mình để phát triển thiên tính đó cho đến chỗ tinh hoa cùng cực, phát triển mọi khả năng còn tiềm ẩn nơi mình để cải tạo tha nhân và ngoại cảnh, biến thế giới thành một đại gia đình, biến ngoại cảnh thành bồng lai tiên cảnh, để cuối cùng sống hợp nhất với trời, nên vẻ sáng của trời ngay từ khi còn ở trần gian này. Khotha Mesa, ngày 2 tháng 1 năm 1989. Đó là mình xin kết thúc cái chương đầu. Và xin mời quý vị và các bạn để đón nghe tiếp theo cái phần thứ hai và chương thứ hai phần sau. Và phần sau là khủng hoảng đức tin làm cho giáo hội La Mã bối rối. Quyển sách này nó có hai phần, một phần làm bằng tiếng Anh và một phần cứ một trang tiếng Anh là một trang tiếng Việt. Nó như thế này. Đây là phần tiếng Anh, đây là phần tiếng Việt được dịch ra. Đấy. Đấy, bên đây tiếng Anh, đây tiếng Việt dịch ra. Đấy. Cho nên mình sẽ cố gắng đọc mà cho nó trôi chảy để cho quý vị và các bạn thuận mà nghe đỡ bớt nhàm chán. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe.